Thưa quý vị, thưa các bạn, vấn đề tái cơ cấu các tập đoàn tổng công ty, việc xử lý 12 dự án lớn của ngành, tình hình xuất nhập khẩu, tổ chức cán bộ, xúc tiến thương mại thị trường trong và ngoài nước là những vấn đề được báo giới dư luận quan tâm, đã được Bộ Công Thương thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2017 vừa diễn ra. Về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2017 của ngành công thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tốt với 6,2%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2016 là 7,2%. Là các hoạt động xuất khẩu của chúng ta thì hiện nay nó đang tập trung ở ba cái nhóm chính. Đó là xuất khẩu các cái nhóm hàng về công nghiệp, các cái nhóm hàng về nông sản và thứ ba là cái nhóm hàng về nhiên liệu khoáng sản. Định hướng của chúng ta thì theo cái định hướng chúng ta biết trước đây thì cái nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản là đóng cái vai trò chính, đặc biệt là cái mặt hàng dầu thô. Thì định hướng của chúng ta là sẽ giảm bớt các cái tỷ trọng của cái nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong xuất khẩu của chúng ta và đẩy mạnh cái nhóm hàng công nghiệp. Thì cho đến nay cái phương hướng đó thì chúng ta đang đạt được rất là tốt. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 100,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,1% so với cùng kỳ, và như vậy thì tính chung 6 tháng đầu năm, nhập siêu cả nước vào khoảng 2,78 tỷ đô la Mỹ và chiếm 2,8% kim ngạch xuất khẩu. Trong nước, thị trường hàng hóa và đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày khá bình ổn. Nguồn cung hàng hóa của các doanh nghiệp dồi dào và đa dạng. Giá hàng hóa không có biến động lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt trên 1.924.000 tỷ đồng, tăng 10,16% so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy sức mua trên thị trường đang có dấu hiệu phục hồi tốt. 20 tháng 5 ấy, thì Bộ Công Thương là đã hiện tại thì chúng tôi đã trình 3 đề án. Thứ nhất là đề án của dầu khí, thứ hai là đề án của hóa chất, thứ ba là đề án của điện, thì hiện nay đã có cái chính thức được có cái đề án của Tổng Công ty Điện. Còn một cái đề án là liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam ấy, thì hiện nay thì chúng tôi đang hoàn thiện và thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7. Với các vấn đề xử lý các dự án yếu kém của Bộ Công Thương, ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương cho biết. Thì tôi xin nêu đến thời điểm này đấy, trên cơ sở những cái tháo gỡ như vậy đấy, thì một số dự án đã có những cái chuyển biến rất là tốt, đặc biệt là cái nhóm 4 cái dự án nhà máy sản xuất phân bón đấy. Tại những cái mà trước đây tạm dừng hoạt động thì đã đi vào hoạt động trở lại, có sản xuất, có hiệu quả. Hai cái nhà máy thép đấy, thì cũng có những cái chuyển biến rất là tích cực. Và thứ nữa là đến cái dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam đấy, thì cũng đã lên phương án để tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản và hàng hóa tồn kho. Để hoàn thành mục tiêu được giao vào năm 2017, Bộ Công Thương đã và đang tập trung vào một số giải pháp lớn mang tính nền tảng như khẩn trương và tích cực tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế, phí để giúp doanh nghiệp cắt giảm được chi phí, phát triển thị trường, cạnh tranh có hiệu quả, rà soát tăng cường kiểm soát quản lý nhà nước, tiếp tục bám sát thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước, thúc đẩy phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các FTA và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng lực sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội địa có chất lượng và khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, tập trung triển khai 71 dự án, nhiệm vụ thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, hoàn thiện chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.